Trước mặt quý vị đây là một cái cánh đồng hoa vạn thọ Pháp rất là rộng lớn luôn. Và hôm nay Trang muốn giới thiệu đến quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đằng xa một cái những cái chậu hoa Tết. Ở đây thì chậu này hoa nhà, Trang đang cũng đang tìm thương lái bán nha quý ông bà, cô chú, anh chị. Thì một chút nữa thì Trang sẽ giới thiệu chủ vườn hoa cho quý ông bà, cô chú, anh chị ngã giá. Nếu mà mình thấy giá phù hợp thì mình có thể là mua hết nguyên vườn này ủng hộ cậu Năm Trang nha. Bây giờ thì Trang sẽ dẫn quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đi ngắm từng cái hoa. Tại vì hoa này cậu Năm trồng năm nay thì nó rất là đẹp luôn quý ông bà, cô chú. Cái bông như vậy đây là nó tới Tết nó sẽ còn nở nữa. Tại vì ở đây nó chỉ còn, nó còn cái xanh xanh ở trong nè, thì Tết nó sẽ nở ra rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để mà ngắm. Bên kia thì mỗi năm Trang đang nhổ cỏ và chăm chút cho từng cọng hoa. Thì ở đây có hoa cúc vạn thọ nè, hoa vạn thọ Pháp và hoa cúc Tiger. Thêm hoa cúc ngoài kia là cúc gì nè? Cúc Đà Lạt ha nè. Cúc Đà Lạt. Rất tiếc là hôm nay, năm nay là mấy cái hoa vạn thọ bán cây là nó chưa có nở kịp. Chỉ có cái vạn hoa này nè. Thường là một chậu vậy mình trồng một cây với ba cây hết nè. Dạ, một cây, hai cây, ba cây thì nó tùy giá nha quý bà, cô chú. Một chút nữa thì Trang sẽ giới thiệu chủ vườn hoa cho quý bà, cô chú ngã giá. Ở đây thì Trang đang có mặt ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thì cái đường đi mua thì nó rất là dễ. Chỗ Trang thì nó chỉ có ngang Sa Đéc thôi, nó chỉ cách một cái con sông. Còn nếu mà quý ông bà cô chú đi đường Vĩnh Long, Cần Thơ lên thì nó còn dễ nữa. Nên là cái việc mà vận chuyển hàng hóa thì quý ông bà cô chú an tâm. Thì hết cái vườn này là bao nhiêu cây mỗi năm? Bao nhiêu chậu? Cỡ mấy trăm á. Sáng cậu Năm nói con là cỡ hình như là 500 hay gì đó. Con nhớ mãi mãi vậy đó. Đợi chút cậu Năm về cậu Năm nhớ. Một, hai, ba, bốn, năm, cỡ năm, sáu trăm gì đó. Hai cây thì năm được đặt là 100 cây. Dạ. Còn cái phần này là như là... Wow. Mấy? Cái chậu bên đó đẹp á, để con đi qua bên đó cho quý bà cô chú anh chị coi. Cái bông nó rất là tròn và đẹp luôn. Ba trăm mấy á. Dạ. Cỡ ba trăm mấy à. Cái chậu đó nhìn là mê liền á. Nhìn là thương lái đảm bảo là nhìn là muốn mua liền quý bà cô chú. Đây để Trang cho quý bà cô chú coi. Đây cái bông nè, quá đẹp. Này là nó hở nở hết chưa nè? Chưa, còn xanh, còn đúng. Dạ, là nó còn ra tròn nữa ha. Dạ. Cây nó nở hoài lên. Dạ. Nó nở, nó còn ba cái như này nè. Ừ. Nở hoài. Nó nở hoài lên. Một cây vậy là chừng bao nhiêu bông ta? Cây này nhiều lắm. Ừ. Đẹp thiệt con. Tại vì kỹ thuật trồng bông của cậu Năm là số 1 rồi. Hồi xưa là Trang nhớ là cậu Năm cho cái bông mà nó bằng như là cái chén, cái tô gì luôn á. Thế còn không biết là nó là bông gì luôn mà. Đẹp quá. Hy vọng là năm nay Năm bán được cái vườn bông này giá thích hợp, đến được tay ông bà cô chú. Và mình sẽ vận chuyển đi chỗ khác mình bán. Tại vì địa phương Trang thì, quê Trang thì bà con mần nông nhiều, gần vườn hoa Sa Đéc nữa. Nên là cái khu vực này hoa. Mà năm nay thì theo cái sự xem xét của Trang từ bữa tới giờ thì cũng có rất là nhiều thương lái gọi điện tới và hỏi mua cái vườn hoa của anh hai chị hai. Thì sáng nay Trang cũng trình bày luôn là cái vườn hoa của anh hai chị hai Trang đã bán được và hoa giấy rồi. Thì còn lại chỉ còn hoa sứ thôi, vạn thọ cũng bán hết rồi. Thì đây là cái vườn vạn thọ tiếp theo. Và sáng Trang có đọc được một cái bình luận là hỏi Trang là còn hoa vạn thọ không. Thì Trang hy vọng là một cái vị khán giả nào đó mà họ ngã ý mua thì có thể liên lạc lại. Rồi đây là cái vườn vạn thọ. Đi quay riết rồi người nhà chồng bán mà không hay. Con quên mất tiêu cậu Năm chồng ông vạn thọ. Cái cậu Năm lên cậu Năm nói thì con mới nhớ lại. Đây là vạn thọ nè. Bông nào nó cũng, mấy cái loại bông này nó bền lắm quý vị. Nó rất là bền. Ở đây có một cái vườn hoa cúc rất là đẹp luôn quý ông bà cô chú. Nó nở chưa có đều nè.
Nhưng mà mấy cái này cho nghỉ Tết là nó nở là ok luôn đó. Cái hoa này cúc tiger hả? Hoa cúc Đà Lạt hả? Để nó một chút trang hỏi lại mới được. Ở sau lưng Trang sẽ đi quay cho quý bà cô chú coi là ở sau lưng có một cái vườn hoa cúc nữa. Đây là hoa cúc. Đẹp quá hết cơ. Đây ở ngoài thì có mấy nhóc nhỏ đang chơi nè. Chuẩn bị mùa Tết rồi quý vị. Trời giấc này là trời chiều. Đây để Trang cho quý vị ngắm hoa kỹ ha. Đây. Mấy cái bên đây nó còn búp nữa quý vị. Nguyên một cái khu vườn như vậy luôn á. Đa phần là màu tím, màu tím không á ta. Có khách lại mua cải ha nè. Hôm nay năm bán cải nhiều chưa? Mới bắt cá. Nắng quá à, rồi cát nóng quá à, nó không lớn. Dạ. Nó không được ngon vô bắt. Dạ. Vài cây gì ha, nhỏ. Ừ. Nó bán nhiêu chục? Mười bán kilo. Ký à? 10.000 ký. 10.000 ký. Dạ. Bà không có mua cái bằng dưa ba con chồng á. Ông chồng ra cái bè xanh á. Mà cái bằng dưa không có à. Mình tỉa lại. Gọt lại cho cái bắp nó vô. Đẹp quá ha. Đất này tại đất cát. Kế bên thì Năm có trồng bông bí nè, bí gòn. Mua mấy cây gì, mua mấy cây? Dạ. Rồi ở sớm có lại mua bông, mua một cải. Bông này thì bông trồng ngoài đất này, nhưng mà nữa sẽ bứng vô chậu. Ở sớm cũng có người đặt hết rồi quý vị. Và ở đây xin cho quý vị coi ai bông bí ha. Bí rợ quý vị, bí đỏ. Đây đây là chủ vườn bông. Yeah, cậu Năm. Cậu Năm vô vườn nhổ thêm ha. Vô vườn nhổ thêm. Nhổ thêm. Rồi con Năm nghỉ mệt đi rồi chút ra nói giá vườn bông. Để con cố gắng có thương lái nào mua hết nguyên vườn nói không. Ôi đẹp quá. Quá đẹp. Này là trong vườn. Dạ. Nhổ bán mới bán chợ 23. À chợ đưa ông Táo ha. Là bán có nhiều đó ha Năm. Năm nay trong vườn không có trồng thôi hả? À. Rồi bây giờ mình đi ra vườn. Đẹp quá. Đất nhà cậu Năm Trang này rộng quý vị. Nhiều đây nè. Đấy, chồng qua tới bên kia luôn. Nói chứ đất này là của nhà nước quý vị. Mà cậu Năm Trang tận dụng mấy cái nền nhà mà người ta chưa cất á. Mình xin người ta, mình hỏi. Rồi mình cất. Ấy là mình trồng bông. Nghe nè, ví dụ dặn 10 cây đó, nó đang bứng vô chậu. Vậy thấy vườn bông đẹp không? Nhổ 3 cây nãy rồi, rồi đó trồng bông nè, cải nè, bí nè. Nói chung mà tận dụng được miếng đất nào thì sẽ trồng hết. Cô đang muốn mua cải về nè. À, qua Năm trồng bông bán cạnh tranh câu Năm qua. Đâu có 20 cây, giờ còn 2 cây hả? Tứ hai ký phân cái rồi còn hai cây. Tại vì tao giao cho mấy nhỏ đọt cho nên nó không có biết ấy được, nó không có được lạc không rồi không sao giờ ý muốn chứ năm rồi lắm. Yeah. Quá đẹp. Nãy chưa hết nữa còn đúng không? Ừ, bà điều này nhiều bông quá ha. Ừ. Bông dưới thì sạch thôi. Rất là đẹp.
Chậu, chậu đó là bông nhiều bút mấy nhiều nhiều mấy chậu này đẹp nè quý vị, để Trang lấy nét nè quý vị coi. Dạ. Cái này là bông gì nè? Chào cả nhà. Bữa nay dẫn bé Trang đi xuống quay cái vườn bông này cho cả nhà coi rồi. Dạ, mà góp ý rồi thêm chứ bông mai trồng nó không có đạt được ý muốn rồi. Bà con nào có thấy cái gì có sai trái chỗ nào bình luận giùm. Rồi giờ cậu Năm muốn gả nguyên cái vườn bông này với... Cái này là bên đây là một cây, còn bên kia là chậu hai cây. Dạ. Thì giờ ví dụ như bà con nào có muốn phải chăng thì bên đó cũng có số người ta dặn rồi. Mà hai cây thì 60 ngàn một chậu. Dạ. Còn một cây thì 30 ngàn mà cũng có người ta đặt cọc cũng mớ gì rồi. Dạ. Là hết rồi, luôn bao nhiêu đây là còn bao nhiêu chậu? Hết này luôn chắc không có đếm nữa, chắc cũng khoảng cỡ 400 bội rồi. 400 bội. Dạ. Thì cái giá là thì cái giá thì nó bị năm nay nó nọ nên bông nó hơi mắc. Dạ. Thì cũng có số người người ta cũng có dặn mớ rồi. Dạ. Dặn mớ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái giá bông bữa hổm là chị Hai Trang bán là nó sai cái giá bông sai đét của chị, nó thấp hơn 20 ngàn luôn á. Nên là cái vườn bông chị Hai bán lỗ. Còn giá thời điểm hiện tại là ở đâu cũng như vậy thôi. Quý vị có quyền dọ giá khắp nơi và nếu mà được thì mình mua thôi chứ không có gì hết. Nha. Này cũng có bà con người ta đặt cọc hết mớ rồi. Ở trên 6 đồ bông người ta mua hết trơn rồi. Hết luôn rồi. Giờ là kiếm bông này cũng hơi hiếm đó quý vị. Sa đét rồi cúc vàng mâm xôi rồi người ta mua hết. Hả? Sạch hết rồi, gần hết rồi, có nghĩa là gần hết bông hết rồi. Bông này là thường là cậu Năm trồng bao nhiêu tháng? Trồng từ nó tháng mấy? Có 2 tháng. Dạ, 2 tháng rồi. 2 tháng nhiều khi 2 tháng hai bữa mà tại vì tao năm nay là tao biết năm nay thời tiết năm nay là bông đi sớm rồi thành thử tao ngắt đọt tao can nhưng mà cũng còn vậy đó. Cũng còn rúng nhóc giờ nè. Rúng là ví dụ như là cái chấm xanh xanh đó ha. Xanh rồi, cái này là nó chưa nở hết. Dạ. Mấy này là khi nào mà nó nở hết là nó sẽ không còn cái rúng nữa. Nó còn cái rúng nữa, nó dung lên luôn. Dạ. Con nhớ cái bông của Năm trồng hồi xưa, đẹp lắm. Nè nó dung như vậy là, dung như vậy là nó bắt đầu là nó hết nè. Đâu cái nào hai với hai cây đâu, con Năm dở lên con coi. Hai cây dở lên thử coi cây nó hình dung cho quý bà cô chú hình dung ra cái. Một cây nhưng mà như vậy là con thấy cũng nhiều lắm luôn á. Này một ha. Này hai cây. Nó rất là bự nè quý vị, đây ăn cho quý vị coi cái chậu một cây ha. Một cây nó cũng không có thua gì cái chậu hai cây đâu tại vì cái gốc của nó nè, đây đi gần cho quý bà cô chú coi. Cái gốc của nó là cũng rất là đỉnh luôn á. Rất là tốt nè. Một cây mà cái bông nó tàn đều ra luôn. Một cây vậy nãy con Năm nói nhiêu không quên nè. Cây đó 30 ha. Cây này là 30 ngàn một cây quý vị. Như vậy đây là chân người quá ok rồi. 30 ngàn. Thì mình bán lẻ ra thì quý vị lấy về, quý vị kê giá lên quý vị bán để lấy lại. Trang bán tại vườn thì cái giá đó là như vậy. Mà giờ cũng có số người ta nhận cũng mớ rồi rồi nè, này hai cây nè. Hai cây thì nó bự ha. Hai cây nó bự hơn, hai cây 60 ngàn. Nó cũng nhiều bông lắm. Đẹp quá. Như bạn Thọ Tháp đẹp quá nè. Mà như mấy cái này là Tết nở vừa đây nè. Tết nở rất là đẹp, cái bông của nó cây nó tốt quá tốt. Thơm bát ngát. Thường Tết quê mình là chân dạng thọ là muôn năm nha quý vị. Bông này dạng thọ cho nó sống dài. Sống cho nó dạng thọ luôn. Sống cho nó dạng thọ luôn. À, mấy cái nụ nhỏ nhỏ là mình ngắt bỏ hết nè. Ừ. Cho cái bông bự nó bự lên. Cái bông này nó bự lên. Phải làm không kịp. Ngắt vậy chứ cũng tiếc lắm nhưng mà phải ngắt thôi. Phải ngắt thôi. Không ngắt thì cái bông kia nó không bự. Cái hương thơm của hoa dạng thọ, cái lá của nó thì mình thôi. Và cái mùi đó rất là quyến rũ à. Mà ngắt cái này cái thử cái mùi nó bắt đầu cái nồng. Nồng Tết hả? À? Nồng Tết. Cái mùi hoa dạng thọ là nồng Tết thiệt. Nghe mà mắc ghiền. Dạ. Giờ coi cầm mày thử coi. Thơm. Thơm. Đừng thử sát quá. Sát mà... quá này nó hơi nồng một chút bị mình không, tan cái lượng nhiều. Cái bông này làm như làm được cái gì nữa nè. Cái lá này nè. Tôi thấy cũng có số người ta luộc nấu canh ăn nữa. Ờ à, đúng rồi đó, hình như vậy mà luôn á. Mình không có ăn, mình không biết sao. Bữa nào con làm thử. Không, ăn không biết có đi Mỹ được không nữa. Ăn, cái gì nha, cả Năm nói vậy nha. Là hai mới đọt nha. Bỏ thì tiếc quá quý vị ơi, hai mới đọt vậy luộc ăn. Thì có liên hệ thì số điện thoại 0974854007. Dạ, số điện thoại của cậu Năm ha. Số điện thoại tên... cậu.
Thầy liên hệ với anh Cường bán bông ở ngang Sa Đéc ở huyện Cao Lãnh nha quý vị. Cường mà còn biệt danh tên Bạch nữa nghe, là hỏi người ta mới biết đường. Ở đây đường dễ mà, xe tải xuống chở rồi cái một luôn. Đây là giữa. Ôi, mấy cái chậu này nè bóp nhiều nè ha cậu Năm ha. Tối ngày ngoài vườn không ha cậu Năm? Ngoài vườn không. Ừ. Chị hai con trồng mấy cái bông cũng vậy đó. Trồng bông này là coi như là tối ngày vẫn nắng. Tại nghề nghiệp gán đeo chứ sung sướng gì. Đam mê không? Đam mê. Ủa, chị hai con ghiền rồi, bây giờ khoái trồng bông lắm. Tại vì ai mà ở gần Sa Đéc rồi từ từ người ta rất là mê trồng bông. Nhiễm luôn. Dạ. Tại vì không khí vườn tược nó mát mẻ ha. Tao tính là năm nay là tao không có trồng nhiều, rồi gần Tết nó nôn hoài. Gần Tết là nôn Tết, nôn Tết. Nó nôn trồng bông quá chứ. Nôn trồng bông. Nhiều khi tao xét lịch lộn luôn á. Đã tới ngày đang trồng. Ghiền hết cậu Năm. Ghiền nhiều khi. Thấy chứ cậu Năm trồng bông cũng lâu lắm rồi. Mấy chục năm quá hả? Ừ, nhiều khi tao mới xét lịch. Đã dù chưa tới ngày xét cho nó tới đang trồng. Nên quý vị thấy tâm huyết của một người lão nông miền Tây thật sự không? Chưa tới ngày mà cậu Năm xé lịch trồng bông luôn rồi đó. Mày dầm nữa hả? Trang lại dầm cái bông một cây nào chứ. À. Dạ. Này một cây nha bà con. Một cây này, một cây này nhãn thọ lùng. Thôi ơi. Cái này mà dán cái này lại chân chỗ ông địa là coi như là ông địa ông ngồi ông cừ không á. Chủ vườn bông vậy mà quý vị thấy chủ vườn bông dễ thương vậy đó nên là mua ủng hộ. Đẹp quá ha, chỗ này đẹp thiệt. Mày dán lại mày chân ông địa ông ngồi ông cừ không á. Ông thích bông ha. Tại biết sao ông thấy lùng lùng ông khoái ông cừ rồi. Chắc hơi mua một cặp về để bên quán. Mày chân đi thử rồi mày dậm ông để ông cười hoài không? Ông để nhà con ngày nào cũng cười. Tại vì ông thấy lùng lùng ông khoái ông cười. Đẹp quá. Giờ sao? Sâu dữ không con Năm? Nó bị gì sâu mình cũng tưới thường thường hoài. Ít. Đẹp quá. Điện thoại pháp này cái này thì tại vì nó hơi chặt quá rồi không có để gian ra rộng ra chút. Rồi cái dạng thọ này rồi cậu Năm đâu trồng dạng thọ thường á. Đó, thường nó không chỗ đó. Kỳ vậy ta. Không biết quý vị sao có cái cách nào mà có bí quyết nào mà nó nở chậm á, rồi mình muốn mà thúc cho nó nở bông á. Quý vị tứ thuốc gì quý vị chỉ cho anh nha. Tại vì ở ngoài đó hai cái vàng đèn nó chiếu xuống không đó. Dạ. Rồi nó không chỗ luôn, nguyên một vạt đó luôn. À. Không có một cái hột tiêu luôn. Ý là ngắt đọt trước người ta luôn á, sớm luôn mà không có luôn, tứ năm lần cách thích rồi nó không chỗ luôn. Tiếc của hai chú mấy là có được cái biệt thự rồi. Tao hôm gạ tao che cái gạp đó, tao che cái ánh sáng đó, tao che gạp đó. Ai hỏi tao làm gì tao nói che gạp lần vài bữa nữa tao gã thằng gã nhỏ dạng thọ. Gã nhỏ dạng thọ. Gã nhỏ gã dạng thọ đó. Nó không chỗ là tao nhổ cái bỏ. Cái này là cúc gì à Năm? Tiger. Tiger năm nay tao trồng nó không được đạt không. Này hơi lùng ha. Nó không có cao không. Hơi lùng nè. Nó không được cao không. Được cao. Thường thường bán mấy này nhiêu cây ra? Tùy theo chợ, nhiều khi 10.000 có, 15.000 có. Còn nhỏ nhỏ thì 2 cây 15. Đủ giá. Nó cũng đẹp lắm á. Ông này đẹp quá nè. Tùy theo. Cái này nữa, hôm nay trồng vô chậu bán ngon quá hả Năm? Qua năm ta trồng chậu. Trồng chậu đi bán cho mắc tiền. Cái bông cúc mình nè, biết sao mình nó bữa 23 ha, nó có chỗ vài cây gì đó là nó ngay Tết nè. Còn mà nếu mà 23 mà nó chưa có chỗ cây nào ha là nó qua Tết luôn. Là nó qua Tết. Là bán gầm tháng. Nó lỡ gầm tháng Giêng luôn. Lỡ luôn hả? Ừ, nó lỡ ra mùng 7, mùng 8, mùng 10 đó là bắt đầu là nó nở hết. Dạ. Gầm là ta mua hết tàn luôn. À đúng rồi, vậy mình mua bông luôn, ngày mai mình đưa ông táo chứ. Nhỏ cho con vài cây đi Năm ơi. Bông này bông này năm nay tôi trồng này nó hơi ốm, trồng cái cát này nó hơi ốm. Dạ. Năm năm lựa cây nào đẹp á, năm nhổ một cái cây không á. Mày muốn nhổ cây nào mày nhổ. Nè. À, cái đó. Cây nào đẹp? Cây bên đó hay đẹp á? Tùy theo mày muốn thích cái ý đẹp của mày. Chứ tao đẹp tao dầm bà đây đẹp cái gì. Bữa nay là ngày 22 Tết rồi, ngày mai phải đưa ông táo về chơi. Trang phải mua hoa về nhổ cho con đi nè.
cái này là ăn thua. Ý của mày muốn là đẹp là màu nào đó mày lụm với tao, giờ bà nào tao không thấy đẹp nữa. À, để cho anh coi coi. Lần này cũng đẹp. Nói chung là màu nào nó cũng đẹp. Ồ, có cái bông màu tím nè mà nó còn bóp. Trang thấy màu tím mà Trang mê đó. Đây được cây đẹp nè. Nãy cây đó màu gì? Này cũng màu tím luôn. Lấy cái màu lỏ lợt này không? Đây, lỏ lợt cây này đẹp nè. Đây quá à, quý vị thấy không khí coi như ngày cận Tết đó quá. Cái cây này hay gì? Cây này nè Năm ơi. Ngoài Năm nhỏ đi. Quá đẹp, quá đẹp. Qua Năm cương quyết làm phải cho đẹp nữa. Dạ. Đây. Ăn cây. Để dỗ con cây bông cúc luôn đi. Dạ. Dạ. Coi lại cây nào nhổ đi. Nhổ luôn ha. Ừ. Ê, vô đây. Cúc này đẹp quá hả? Dạ. Lấy con cây đi. Ôi ơi, cây này đẹp nè. Nó sát dưới. Ê, thôi. Rồi sát dưới để cho nó gãy nha. Sát dưới nè, để nó gãy nha. Dễ gì con Năm. Con sợ lỡ đất không Năm nói. Đem đem xuống hầm nó rửa, đem nó rửa luôn. Đem nó rửa luôn. Ở đây có thiết kế cái hầm. Dạ. Ừ. Phải thiết kế cái hầm nhưng mà có nước trước phân chứ để không thiết kế cái hầm nó được. Đẹp quá. Hồ cái này mà vô chậu á là sống luôn á. Giờ mày chân hay là gì hả? Hay vô chậu đi đâu. Cho con cái chậu đi. Cho cho sống cho nè. Nó là đất không à. Nó đất không. Đúng rồi, cho con cái chậu đi nha. Đó, cho đất luôn đi. Chờ nó mát, chờ nó mát. Nha. Ờ, phải cơ hội vậy chứ để xài tới tết luôn chứ đâu. Có, nhổ có, bứt có coi. Cả nó để về tránh nữa. Giờ lại đang hút cái ấy rồi. Để vô không? Dạ. Kệ lại đang hút luôn đó. Xúc con mát nữa. Hút đưa nó vô rồi bắt đầu tưới miếng nước vô cho dẻ lại. Ôi. Vậy đây là xài tới qua Năm luôn. Ờ tới tết luôn. Đổ tốn tiền con Năm. Thì qua Năm. Thì qua tết rồi qua Năm rồi. Dạ, đẹp quá. Qua tết rồi qua Năm rồi. Ôi dễ thương. Tao qua Năm tao quất 1000 bầu chứ. Dạ. Mình kê kệ lên luôn Năm. Tại vì qua Năm tao kiếm chỗ rộng nữa. Ừ. Nhiều lắm, một số quay. Dạ. Tôi thấy bển đèn thui. Ở bển hồi nữa nó dày kín mít luôn á. Con tưởng nó nói. Kia thì rầm. Nó rầm hết nào. Trồng bông là có hồ nước vậy đó, nếu mình tưới phân. Giữa thành phố mà con Năm làm được vườn bông này, con cũng xài con Năm rồi. Dạ. Đi ống rồi, nước này nước vườn nha. Nước sông. Đúng rồi. Đi ống hả? Đi ống với lên tưới luôn, ở trên núi thì phải chịu cực vậy đó. Đúng rồi. Giữa thành phố mà đi trồng vườn bông là thấy quá vĩ đại à. Này như ở trên núi vậy. Núi rồi. Ai. Quý vị có đến vườn bông mua bông thì quý vị mua cây đi cho rẻ thì quý vị xin cái chậu quý vị để vô. Nghe cái con không? Thì không có gì đâu, hả bán cây bông tặng cho cái chậu vậy đó. Dạ. Tính tiền hai chậu hả? Tính tiền hai chậu. À bây giờ thì cậu Năm cứ chờ điện thoại ha, cậu Năm đọc lại số điện thoại lần nữa đi. 0974854007. Dạ. Rồi cái giá thì quý ông bà chú coi clip thì biết rồi ha. Bây giờ Trang với ba sẽ đi về. Được nhiều bông này mời đưa ông Táo. Rồi lấy thêm bông điện thoại cho con. Thì đi nhổ cải để về mần cải mần dưa quý vị. Cải cậu Năm trồng nè. Chúc cậu Năm mua mai bán đắt nha. Rồi. Thầy chúc con mở hàng cho con mở hàng đắt đó. Cái này mày mới về mày đưa ông Táo đi. Rồi mới tao nhổ bông này tao đưa bà Táo. Cái này là nguyên nhân gì mà nó không chỗ nè, có số ngự thì nguyên cái vạt này là bà con anh em nào có biết thuốc gì đó, chỉ dùm comment ở dưới ha. Tại vì nguyên cái vạt này hai bên vàng đèn nó chiếu xuống sáng quá rồi không biết phải nó mắc cỡ không, không biết. Nguyên vạt này ai cũng dài dài nắng người ta trồng cũng không ai chỗ hết chứ. Không biết phải tại đèn không, tôi làm cái vàng này tôi che bóng đèn này đó. Tối cho nó ngủ. Có phải là cậu đang trồng khít quá không? Không phải. Chủ thưa nó là cũng khít vậy ha. Chủ thưa nó cũng không chỗ nữa kìa mà dài dài nắng cũng không ai chỗ nữa. Dạ. Ngộ ta, chưa có tính, mất luôn hả? Ừ, anh Tư tính là năm nay chưa trúng bông tôi mua vé máy bay qua thăm anh, cái này chắc anh về anh thăm tôi quá.
Bác Tươi ơi, cây dừng bông có 5 cân nè. Kiểu này chắc anh về anh thăm tôi quá anh Tươi ơi, chứ tôi thăm anh không được rồi. Mình hứa hẹn đủ điều mà bông kiểu này là chết rồi. Bông, bông nó không chỗ rồi, hôm nay tôi bán không có tiền, tôi thăm anh rồi anh Tươi ơi. Kiểu này chắc anh về anh thăm tôi quá anh Tươi ơi. Tôi bỏ vô cái bông này. Lấy cái bông nhân thọ nữa. Quá chừng đi xuống nhà con năm là bưng về cũng hết như vậy. À bây giờ đi về với Trang ha. Hẹn gặp lại với bà cô chú anh chị. À, bây giờ tạm biệt cái vườn bông kìa. Quá đẹp luôn. Trời cũng tối rồi. Cây đỏ. Cây đỏ, cây vàng đi con năm ơi. Mua ủng hộ cậu năm. Để con đi lấy tiền nha con mở hàng đó. Đây cậu nằm có vô mấy cái chậu nè quý vị. À, mấy chậu nhân thọ này đẹp quá ha. Nè, đỏ nè. Đó, cái... cậu nằm lấy đi. Muốn lấy cái nào cái cao cái lùng gì đó. Cái nào cũng được chứ. Giờ mày chịu thằng cao hay thằng lùng? Lùng lùng thôi, nhà con chậu ông cũng lùng. Lùng lùng cả mày cho lại ha. Mày cây thôi. Tại vì cái bình bông đó với bốn với hai cây này nó là 4 cây rồi. Rồi cây này được không? Ừ, được rồi, có rõ. Còn cây vàng nữa không? Cây vàng hả? Cầm coi tiếp. Muốn con vậy ra 3 con. Rồi, được rồi. Cây sao không được, cây tròn á. Cây đồng tàn. Cây nãy mình chưng ông táo thôi mà. Ôi, ông táo mà ổng lo dùm bà này bà kia, ổng đâu có nghĩ tới bông đâu mà. Rồi được rồi. Ừ, cái này. Ông táo đâu biết bà này bà kia không chứ, ổng đâu có nghĩ vô tới bông. Vậy con mấy con cắt kia. Dạ. Cắt nó cho đồng lại. Rồi vừa đó. Rồi. Nè, con trả tiền bông, tiền cái cho năm nè. Thì trời ơi. Khỏi thôi, không á. Thật đó đâu biết không rồi. Có tiền này là động lực để mà bán bông cho đừng có lỗ. Vậy là cảm ơn nha. Đi. Giá cho bán được hết vườn bông này. À. Thì để dành tiền mua vé máy bay. Tao tính là mùa dịch này là tao tính ăn thịt dịch nè, là ăn cho nó hết dịch luôn được rồi. Heo ăn. Thì tao bán bông là nếu mà chúng nữa tao đựng cái thịt bò nữa. À. Con mở hàng đất á, cậu năm coi chắc nay mai bán hết vườn bông á. Gì đó thì đâu có quay nữa. À bây giờ thôi con đi về nha. Bye bye. À. Tạm biệt. Dạ. Chúc cậu năm mua mai bán đắt. Cái gì cọc kìa? Dây không có dây nè, anh không kiếm đâu. Thôi ba con cầm lại đi. Ba con cầm lại đi được hả? Dạ. Đang chảnh gần mà. Rồi bây giờ Trang sẽ đi về với bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú. Clip đưa ông táo.